Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Vẫn là loạt những cái video hoa nở trong vườn Nguyễn. Mỗi ngày đều có hoa nở trong vườn, cây rất là nhiều cho nên là gần như là mỗi ngày đều có hoa nở để Nguyễn quay cho mọi người xem. Và chủ đề ngày hôm nay là so sánh hai mặt hoa hồng rất đẹp. Đó là cây hồng Mỹ Nhân, tên hay ha. Và cây hồng Minh Châu, cả hai cây tên đều hay, hoa đều đẹp hết mọi người ạ. Thì ở đây hai cây này có một cây là hoa nở tự nhiên, đó là cây hồng Mỹ Nhân nha. Và cây hồng Minh Châu này thì hoa kích thôi. Cây này thì mình làm hoa dịp Tết, dịp xuân đó. Chứ cây này thì đặc điểm của nó không có nở xuân. Cây hồng Minh Châu là nó nở xuân, cái hồng Mỹ Nhân là nó nở xuân nha. Và bây giờ thì mình cho mọi người xem bông hồng Mỹ Nhân trước đi ha. Hồng Mỹ Nhân chúng ta cùng xem cái màu sắc của bông của nó nha. Cây hồng Mỹ Nhân á thì nguồn gốc của nó là từ rừng Thái. Và hoa này nó có một cái đặc điểm ít có cây hồng nào có, đó là nó nở tự nhiên vào mùa xuân nha. Và cây này thì không những nở vào mùa xuân, nở tự nhiên mà nó rất là dễ ra hoa. Tự nhiên thôi, chúng ta không cần phải kích gì đâu. Chỉ cần chăm cái cây cho nó mập là tự động cây nó sẽ ra hoa đúng vào mùa xuân như đây nè. Đó là một cái đặc điểm hay mà hầu như là ít có cây phi điệp hồng nào có được. Còn về cây hồng Minh Châu thì chúng ta xem mặt bông hồng Minh Châu với một cái màu sắc nó rất là đậm đà. Có thể nói là nó đậm đà hơn so với lại cây hồng Mỹ Nhân. Đây, chúng ta cùng so sánh hai bông hoa nha. Đây là hồng Minh Châu nè. Và đây là hồng Mỹ Nhân nha. Màu sắc của cây hồng Minh Châu á, nó được cái nó đậm đà hơn một chút. Và một cái đặc điểm của cây hồng Minh Châu á là bay 24 giờ. Cây hồng Minh Châu này nó đã nở, ngày nay là ngày thứ 5. Và cả đêm, cả ngày mặt hoa của nó đều như thế này hết mọi người. Đều đẹp và bay như thế này hết nha. Cái đặc điểm này thì cây hồng Mỹ Nhân không có được ha. Cây hồng Mỹ Nhân thì ban đêm nó không bay được đẹp như là cây hồng Minh Châu như này. Còn nói về độ thơm thì cả hai cây này đều thơm, thơm ngang nhau. Còn về độ to hoa thì nó cũng ngang ngang nhau thôi, chứ cũng không có cây nào to hơn cây nào. Ở đây Nguyễn so sánh để cho chúng ta thấy được sự khác biệt giữa hai mặt bông hồng rất đẹp, giữa là cây hồng Minh Châu và cây hồng Mỹ Nhân. Chứ không nói là cái bông nào nó sẽ đẹp hơn bông nào. Và mọi người đã thấy đó, một cái bông nó có một cái ưu thế hơn ha. Cây hồng Mỹ Nhân thì nó lại nở hoa vào mùa xuân nè, ra hoa tự nhiên nè. Còn cây hồng Minh Châu thì đặc điểm của nó là bay 24 giờ. Cái đặc điểm nổi trội của cây hồng Minh Châu. Và cả hai cây này về giá trị cây á thì cũng đều rẻ, dễ sưu tầm. Rồi, video này hôm nay thì mình cho mọi người so sánh giữa hai mặt bông ha, hồng Mỹ Nhân và hồng Minh Châu đang nở tại vườn. Và mình sẽ khép lại cái video ngày hôm nay và để sự đánh giá cho các cô chú anh chị và các bạn ha. Rồi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.